Tử vi tuổi Dần tháng 4 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý anh chị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại được cuộc sống bình yên, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức và hóa giải những tai ương. Ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình những gia chủ tuổi Dần diễn ra như thế nào, chi tiết cát hung nạp vận ra sao trong tháng 4 âm lịch. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ ông trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Dần trong tháng, thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4, từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6 dương lịch. Tháng Quý Tỵ có nạp âm là truyền lưu thủy, ngày Tỵ lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tý. Tháng này không phải là tháng có nhiều đen đủi đối với những người tuổi Sửu. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 4 âm lịch năm Tân Sửu 2021, những gia chủ tuổi Sửu sẽ cần phải chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 1 tháng 4 tới ngày 12 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là canh thân, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ giáp Dần sinh năm 1974 và mậu Dần sinh năm 1998. Thứ hai là ngày âm lịch 13 tháng 4 tức ngày 24 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp nhâm thân, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ Bính Dần sinh năm 1986, Canh Dần sinh năm 1950. Thứ ba là ngày 25 tháng 4 tức ngày 5 tháng 6 dương lịch, có nạp giáp là giáp thân, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ Bính Dần sinh năm 1986, Mậu Dần sinh năm 1998. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Dần trong tháng 4 âm lịch. Thứ nhất là ngày 4 tháng 4 tức ngày 15 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 4 tức ngày 27 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 4 tức ngày 8 tháng 6 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Đây là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như
tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ miễn phí. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của người tuổi Dần trong tháng 4 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp và quan vận. Tháng 4 âm lịch, công việc của những người tuổi Dần không tiến triển như mong muốn. Đây là một tháng đầy khó khăn với bản mệnh. Tưởng rằng thời điểm này, bản mệnh sẽ gặt hái được thành quả sau những cố gắng không ngừng nghỉ. Nhưng thực tế, bản mệnh vẫn phải giải quyết rất nhiều vấn đề. Cho nên bản mệnh cần tập trung vào công việc, tránh để sơ hở kéo tiểu nhân hãm hại, ngấm ngầm giở trò khiến bạn gặp phải rắc rối. Ngoài ra, khuyên bản mệnh cần kiên định với lập trường của mình, chớ nên nóng nảy mà làm hỏng bao công sức cố gắng. Nếu có tranh chấp xảy ra, bản mệnh cần bình tĩnh phân tích xem mình đúng hay sai để có cách cư xử cho đúng. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi xui xẻo, giúp con đường công danh, tài lộc, thêm phần hành thông rộng mở, thì các gia chủ tuổi Dần cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Về mặt tài lộc, do tình hình công việc không được tốt nên trong tháng 4 này, tài lộc của những người tuổi Dần rất ảm đạm, tiền làm ra không đủ chi tiêu. Trước khi nghĩ đến chuyện làm giàu, bản mệnh cần quản lý chặt chẽ số tiền của mình đang có, tránh đưa ra những quyết định vội vàng dẫn tới tiền mất tật mang, hối tiếc sau này. Thời điểm này, bản mệnh cũng sẽ mất một khoản tiền cho việc tân trang nhà cửa, xây sửa mộ phần. Cho nên bản mệnh cần chú ý chi tiêu hợp lý, không nên lãng phí vào những vấn đề không cần thiết, đừng chạy theo phù phiếm, xa hoa. Bản mệnh cần căn cứ vào thực tế, chớ đua đòi theo người khác, viển vông, mơ mộng, tự gây áp lực cho mình. Bước sang tháng 4 âm lịch, chỉ cần các gia chủ tuổi Dần nhanh nhẹn, chăm chỉ, kết hợp với việc mang bên mình vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất, gia chủ sẽ hóa giải được những vận cản ngáng đường, tiền tài sủng dình, quan vận hanh thông. Về tình cảm và gia đạo, phương diện tình cảm của người tuổi Dần trong tháng 4 âm lịch khá ảm đạm, thậm chí cục diện tương phá còn cảnh báo trước những đổ vỡ nếu bản mệnh không chú ý đến cách cư xử của mình. Những người đang có gia đình, bạn và người đó sẽ xảy ra mâu thuẫn và xung đột liên tục. Đều do tính tình bản mệnh nóng nảy sẽ khiến chuyện bé xé ra to. Căng thẳng cực độ. Dù có bực tức thế nào đi chăng nữa, bản mệnh cũng nên kiềm chế sự giận dữ, chú ý đến ngôn từ. Hãy dành cho đôi bên khoảng thời gian cần thiết để bình tĩnh lại trước khi tiếp tục thảo luận vấn đề. Mối quan hệ giữa bạn và con cái cũng không được tốt, khoảng cách và suy nghĩ của các thế hệ không giống nhau. Việc bản mệnh cần làm là lắng nghe mong muốn của con cái, chứ không áp đặt suy nghĩ của mình, bắt con phải thực hiện theo. Để tăng cường vận khí, giúp con đường tình duyên được hanh thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Dần chớ. Quý gia chủ tuổi Dần nhớ mang bên mình vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho những người độc thân. Về mặt sức khỏe, may mắn những gia chủ tuổi Dần sẽ có sức khỏe tốt trong tháng 4 âm lịch. Nhưng bản mệnh cần phải tránh xa rượu và thuốc lá, bởi trong năm nay, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu bản mệnh uống và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe có tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể. Vì vậy, tốt hơn hết, bản mệnh nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn. Ngoài ra, các gia chủ tuổi Dần trong tháng 4 này cần có lịch trình sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, kết hợp với chế độ ăn uống, tập luyện lành mạnh, giữ trạng thái, tâm trạng tốt để bản mệnh luôn khỏe mạnh. Có sức khỏe mới mong được công việc hanh thông. Thời điểm này, khuyên người tuổi Dần nên sử dụng kim bài thái tuế đem theo bên mình để hóa giải vận đen, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe.
Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, chúng tôi sẽ chia sẻ tử vi của từng tuổi Dần trong tháng 4 âm lịch để có cái nhìn rõ và chi tiết nhất. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Thứ nhất, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Vận thế của người sinh năm Nhâm Dần trong tháng 4 âm lịch lên xuống thất thường, khó có thể phát triển theo một phương hướng cố định. Khi có cơ hội đặt ra trước mắt, bản mệnh không nên chần chừ, do dự quá lâu mà nên tin tưởng vào khả năng của mình, dám chấp nhận thử thách để vươn tới vị trí cao hơn. Ngoài ra, trong thời điểm này, người tuổi Nhâm Dần cần có thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, không nên lao động quá sức, ăn uống khoa học và có kế hoạch rèn luyện sức khỏe. Bản mệnh cũng không nên đi đâu xa một mình, cần chú ý an toàn giao thông. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Nhâm Dần nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Thứ hai, Giáp Dần sinh năm 1974. Quý âm thủy gặp Giáp Dương Mộc là chính ấn, như là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các giáp lai. Đây là tháng khá tốt cho các gia chủ tuổi Giáp Dần. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, sẽ có tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi ở phía trước. Tuy nhiên, trong mặt sức khỏe, người tuổi Giáp Dần nên chú ý đến các bệnh về đường tiết niệu và một số bệnh nhỏ khác như cảm cúm, đau dạ dày. Đặc biệt, bản mệnh cũng cần ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để giữ gìn sức khỏe. Khoảng thời gian này, chúng tôi khuyên bạn nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định thay đổi công việc, chớ nên chủ động thay đổi chỉ vì lý do cá nhân không chính đáng. Đồng thời, để cải thiện vận may trong sự nghiệp và hoạt động suôn sẻ vào tháng 4 âm lịch, bạn nên đeo thêm vòng tay tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để tăng cường vận khí, kích con đường tài lộc, công danh, thêm phần hanh thông, rộng mở. Thứ ba, Bính Dần 1986. Năm Tân Sửu gặp âm ngũ hành Bích Thượng Thổ, hỏa thổ tương sinh khiến cho thổ khí quá vượng. Cho nên những gia chủ tuổi Bính Dần trong thời điểm này sẽ mắc phải các bệnh liên quan tới đường hô hấp, nhất là những bệnh liên quan tới mũi. Ngoài ra, vận trình nửa đầu năm của tuổi Bính Dần khá ổn định, sự nghiệp không có nhiều xáo trộn, bản mệnh đang có những thành quả khá tốt trong tay. Nếu muốn nhanh chóng tăng lương, thăng chức thì bản mệnh nên học hỏi, bồi dưỡng thêm về chuyên môn, cố gắng làm tốt nhất ở một mảng nhất định, thể hiện được khả năng làm việc độc lập của mình, đồng thời nhanh tay nắm bắt những cơ hội phát triển ở vị trí cao hơn. Cảm xúc ổn định cũng khiến bản mệnh ít vướng phải những sự kiện tranh chấp, thị phi. Tuy nhiên, phương diện tình cảm không có nhiều khởi sắc bởi bản mệnh không dành nhiều sự chú ý đến vấn đề này. Để tăng cường sức khỏe, đón vận khí tốt, các gia chủ tuổi Bính Dần cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm giúp tinh thần, sức khỏe của gia chủ luôn tỉnh táo và minh mẫn. Ngoài ra, vật phẩm còn giúp kỵ tà, hỏa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ tư, Mậu Dần sinh năm 1998. Trong tháng này, những người tuổi Mậu Dần cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Bản mệnh cũng cần cẩn trọng, có tiểu nhân quấy phá sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra, bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bỏ bệnh. Đi sang tháng này, người tuổi Mậu Dần sinh năm 1998 không những sức khỏe mà cả điều kiện vật chất đều có phần tăng lên. Bản mệnh vốn là người có tâm địa hiền lành, hay giúp đỡ mọi người, lại nhiệt tình tham gia các hoạt động xã hội nên được mọi người quý mến. Để mọi việc được phát triển một cách hanh thông và thuận lợi, gia chủ tuổi Mậu Dần hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập xung quanh. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân, giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 4 năm 2021 âm lịch của các gia chủ tuổi Dần. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi.
để được hỗ trợ chi tiết về mặt vấn đề tránh cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Dần trong tháng 4 âm lịch. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.